lại đi. Có chuyện gì đấy? Đến bao giờ anh mới mua cho tôi được một cái xe tử tế để đi hả? Thì bình thường mình vẫn đi xe này mà, có không sao đâu em. Tôi chán lắm rồi. Bạn bè tôi ai cũng có người yêu giàu, không có ô tô thì có xe SH, còn tôi thì cứ phải dính vào cái loại nghèo hèn như anh ấy. Em tin anh đi, anh nhất định sẽ thành công mà. Tin? Tin thế nào mấy cái dự án ấp ủ của anh? Anh về mà ôm mấy cái mộng tưởng của mình đi. Ý em là sao? Là chia tay chứ còn sao nữa. Sao em có thể nói ra lời chia tay dễ dàng như vậy được? Không có tiền ý thì đừng có yêu tôi. Thế nhá, chia tay. Huyền, dạ vâng, em là chị ạ. À, dạ đúng rồi ạ. Có thật không chị? Dạ vâng, em cảm ơn ạ. À, thành công rồi, chúng ta đã có hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Ngày mai anh sẽ dẫn hai đứa đi ăn. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem xong tập phim vừa rồi của nhóm chúng mình. Tập phim vừa rồi được tài trợ bởi cô Hi à, công ty cô Hi. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem xong tập phim vừa rồi của nhóm chúng mình. Tập phim vừa rồi được tài trợ bởi công ty Kohino cùng với nhãn hàng Rick Hair và Sân Tố Nữ. Nếu như các bạn yêu thích nhóm mình và yêu thích những bộ phim của nhóm chúng mình thì hãy cho chúng mình một nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn. Cắt. Tốt lắm. Anh thấy hai đứa diễn rất là tốt. Chúng ta sẽ có tương lai đấy. Cố gắng lên nhá. Vâng. Thôi, vào nhà đi. Hai. Thằng Hải con bố Minh này. Anh Cường. Rồi, khỏe không? Anh đi đâu mấy năm nay, hôm nay em mới gặp anh ấy. À, anh có chút việc. Mà đi đâu đây? À, em đi lấy ít phân đạm về cho bố bón cây mà. Thế à? Thế thì để anh đẩy phụ cho nhá. À, mày ra sau để anh đẩy nhá. Ơ, Lý, anh hỏi anh nhá. Được, ra em sau. Em hỗ trợ sau cho anh. Đẩy khỏe nhá. Rồi anh. À, mấy năm mới gặp anh ấy. Tôi xin lỗi. Huyền à, em mới về quê à? Tưởng ai? Là anh à? Đồ nhà quê. Em cũng sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Em mới thấy là có ý gì? Có chuyện gì đây em? Ai đây em? À, người yêu cũ của em. Anh ta kéo xe bò chạm một cái váy mà anh mua cho em đấy. Mày đi đường thế à? Thằng khốn. Thích chết không? Hả? Ôi anh,
đừng làm to chuyện. Bố mẹ em biết lại không hay. Anh bắt nói đền tiền đi. Mày nghe rõ chưa? Khôn hồn thì đền tiền cho người yêu tao đi. Đúng rồi đấy. Anh biết cái váy này tôi mua bao nhiêu tiền không? Bẩn hết rồi đây này. Cái váy này từ thiết kế cho tới chất liệu đều khá là đơn giản. Tôi nghĩ nó chỉ đáng vài trăm nghìn thôi. Tôi mua cái váy này hơn 10 triệu đấy. Cái thằng nhà quê như mày ấy, quanh năm suốt tháng chỉ đi kéo xe, làm cái công việc bẩn thỉu bần hèn thì biết cái thá gì. Mày biết tao là ai không? Tao là giám đốc công ty Vivu đấy. Cỡ như tao mà phải để cho người yêu tao mặc cái váy mấy trăm nghìn à? Anh mình chính là người không biết điều ấy. Anh biết anh Cường ạ. Thôi, vậy bây giờ hai người muốn tôi đền bao nhiêu? Rẻ thôi, 3 triệu. 5 triệu. Hai người tính ăn cướp đấy à? Mày nghe rõ chưa? Mày không đền được ấy thì đừng trách tao. Bây giờ tôi chỉ còn 2 triệu tiền mặt ở đây. Anh cầm lấy. Chiều xuống quán nước đầu làng tôi đưa nốt cho. Tao cầm tạm của mày 2 triệu. Chiều mang xuống đầu làng cho tao. Còn không, đừng trách tao là ác. Nghe chưa thằng nhà quê? Mình về nhà thôi em, không bố mẹ đợi. Nhà đây đúng không? Ờ. Anh, tại sao họ vô lý như vậy mà anh vẫn trả tiền cho họ? Số tiền đấy đúng là quá lớn so với vết bẩn bé như vậy. Nhưng mà đang ở trước cửa nhà Huyền cho nên anh không muốn làm lớn chuyện. Thế chị Huyền có định đưa nốt tiền cho họ không? Có chứ. Nhưng anh sẽ bắt họ trả giá gấp trăm lần. Thôi, anh về đây. Vâng, thì anh về nhá. Ừ. Cho anh 2 lon bí đao em. À vâng anh ơi, em gửi 2 lon. Cho anh... Đây thôi. Ok, thank you em. Chờ thằng nhà quê kia mang tiền tới. Sau anh đi ký cái hợp đồng với công ty FM. Rồi ôm vài tỷ lên thành phố luôn. Vâng ạ, người yêu em giỏi thế. Thế thì anh mới làm giám đốc chứ. Mà thật lạ thật đấy. Em với ông giám đốc kia lại cùng quê với nhau. Cùng quê á? Em chẳng để ý nữa. Ai ở đây mới phát lên nhỉ? Mà chẳng hiểu ông ta về đây làm cái gì nữa. Chào hai người. Mà xe đẹp phết nhỉ? Xe tao đấy. Thích không? Thích đấy. Cái ngỡ như mày ấy chắc làm mấy năm chẳng mua nổi đâu. Còn tao lúc đấy ấy chắc mua được nhà lầu xe hơi rồi. Em nhờ. Lát nữa cho tôi chạy thử được không? Ừ. Anh thì đi làm sao được xe đấy. Đừng có vòng vo. Đưa nốt tiền cho chúng tôi đi. Người yêu tôi còn phải đi ký hợp đồng vài tỷ đấy. Thế à? Tiền của hai người đây. Biết điều đấy. Chuyện này có như đã xong. Bây giờ chúng ta bàn về hợp đồng nhờ. Hợp đồng nào? Mày nói cái gì đấy? Thì hợp đồng hợp tác giữa công ty Vivu của anh và FVM chưa còn hợp đồng nào nữa. Sao? Sao mày biết? Nếu tôi nói tôi là giám đốc của FVM, anh có tin không? Cái thằng nhà quê như mày mà đòi làm giám đốc á? Chắc lại nghe được thông tin ở đâu. Định ra lòe tao đúng không? Hả? À?
Anh không tin đúng không? Tôi là có cách. Anh đây. Em báo với công ty Vivu là bên mình hủy hợp đồng hợp tác. Lý do anh sẽ giải thích sau. Dạ vâng ạ. Xong chưa? Tao thấy mày diễn cũng hay đấy. Alo. Chào anh. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo tin này với anh. Công ty chúng tôi xin được phép hủy buổi ký kết hợp đồng này ạ. Cái gì cơ ạ? Đây là yêu cầu của giám đốc bên em. Anh ấy không nói lý do, mong anh thông cảm ạ. Cậu, bỏ ra cậu là... Anh có muốn nghe lý do không? Là bởi vì tôi không muốn công ty của tôi phải hợp tác với một công ty mà có người đứng đầu có những cách tồi như anh. Anh cho em xin lỗi ạ. Chuyện hồi sáng em không biết anh làm giám đốc bên công ty FM. Mong anh bỏ qua cho em. À, tiền của anh đây, anh cho em gửi lại ạ. Thôi, anh mất đèn tôi thì tôi đèn anh, đấy là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi hỏi anh một câu, nếu anh không biết tôi là giám đốc của FM thì anh vẫn sẽ tiếp tục sỉ nhục và khinh thường tôi là đồ nhà quê đúng không? Anh cho em xin lỗi ạ. Mà Huyền này, anh vẫn còn yêu em đúng không? Mình quay lại anh nhá. Em đồng ý. Cô nằm mơ đấy à? Quay lại với một người thực dụng như cô á? Xin lỗi, tôi không làm được. Mà nghĩ lại, trước đây cô chia tay tôi, có lẽ tôi phải cảm ơn cô đấy. Có thể tôi không đi được chiếc xe của người yêu cô, nhưng tôi đố anh ta đi được chiếc xe của tôi đấy. Chào hai người. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem xong tập phim vừa rồi của nhóm chúng mình. Và trên tay mình là sản phẩm sông số nữ của cô Hino. Sản phẩm này rất thích hợp dành cho các chị em phụ nữ như là mất ngủ này, tiền mãn kinh hay cáu gắt. Ngoài ra có thể giúp cho chị em làm đẹp như là làm sáng da này, đánh tan, làm sạm đấy. Sản phẩm thì được bày bán ở các quầy thuốc, đại lý thuốc nhá. Mình chúc các bạn có một trải nghiệm thật là tuyệt vời cùng với bộ sản phẩm sông tố nữ này. Còn bây giờ thì xin chào.